Sau cuộc họp và trao đổi với các cộng sự trong ban huấn luyện U22 Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Jouzier đã đưa ra quyết định lựa chọn nhân sự căn cứ tình hình lực lượng của đội và yêu cầu chuyên môn đối với từng vị trí trong đội hình. Sau khi cùng đội U22 Việt Nam tham quan sân Prince, trưa 29 tháng 4, huấn luyện viên Jouzier đã tham gia họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng B. Ông chia sẻ nhiều tâm trạng khi loại Giáp Tuấn Dương, Ngô Đức Hoàng, Bùi Vĩ Hào. Đối với tôi, việc chốt danh sách cuối cùng 20 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn là điều không hề dễ dàng, vì tất cả cầu thủ đều có chất lượng. Tôi không chọn theo năng lực cá nhân mà dựa vào cơ sở là tính đa năng của mỗi cầu thủ trong đội hình. Tại SEA Games 32, chúng ta phải trải qua thời gian thi đấu dài mà chỉ có 18 cầu thủ mà thôi. Với danh sách 20 cầu thủ cuối cùng mà chiến lược gia người Pháp đưa ra, có thể thấy U22 Việt Nam là một tập thể đủ tốt với nhiều gương mặt sáng giá và người hâm mộ có thể kỳ vọng vào tấm huy chương vàng SEA Games 32. Và sau đây là đội hình mà chúng tôi dự đoán là tối ưu nhất cho U22 Việt Nam ở các trận cầu tâm điểm với các đối thủ mạnh như Thái Lan hay Indonesia. Thủ môn Quang Văn Chuẩn. Trong khung gỗ, Quang Văn Chuẩn được đánh giá cao hơn hẳn so với đồng nghiệp Đoàn Huy Hoàng của câu lạc bộ Viettel. Thủ thành của câu lạc bộ Hà Nội đã được trui rèn và thử lửa ở nhiều cấp độ đội trẻ. Văn Chuẩn đặc biệt gây ấn tượng trong đội hình U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Gon Eun-kyun. Tuy nhiên, người gác đền số 1 của huấn luyện viên Jouzier vào lúc này cũng cần phải chắc chắn hơn nữa, đặc biệt là trong những pha ra vào của mình. Trung vệ Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Trần Quang Thịnh. Đây có thể coi là ba trung vệ chất lượng nhất của đội tuyển U22 Việt Nam dự giải lần này. Trong số ba trung vệ này, Lương Duy Cương và Vũ Tiến Long là những người có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cả hai đã thi đấu cùng nhau và giành huy chương vàng tại SEA Games 31, rồi sau đó là vòng chung kết U23 châu Á 2022. Lương Duy Cương sở hữu thể hình ấn tượng, trong khi Tiến Long có khả năng điều phối bóng không thua kém tiền vệ. Trong khi đó, đối với Trần Quang Thịnh, anh chính là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam bất tử với Covid-19. Trong suốt chiến dịch U23 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 2 năm 2022 cũng tại Campuchia, anh thi đấu toàn bộ cả 4 trận, góp công lớn vào chức vô địch khu vực của đội bóng do huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt. Chạy cánh trái, Phan Tuấn Tài. Tuấn Tài tỏa sáng ở trong chức vô địch U23 Đông Nam Á năm 2022 khi có đường truyền quyết định để Trần Bảo Toàn đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan trong trận chung kết. 3 tháng sau, Tuấn Tài một lần nữa tỏa sáng ở một cuộc đối đầu với Thái Lan. Anh vẫn thực hiện một pha tạt bóng rất dẻo tạo điều kiện để Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn thắng quyết định ở trận chung kết SEA Games 31. Một bàn thắng, 4 kiến tạo trong 2 trong các trận chung kết ở các giải đấu trẻ của U23 Việt Nam cùng 2 lần bước lên bục cao nhất là những con số ấn tượng với một hậu vệ trái như Tuấn Tài. Chạy cánh phải, Lê Văn Đô. Lê Văn Đô là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam hướng tới các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thực tế, cặp cánh Tuấn Tài Văn Đô đã từng cùng nhau thi đấu thành công tại SEA Games 31 lẫn vòng chung kết U23 châu Á 2022. Lê Văn Đô đang có phong độ cao khi liên tiếp ghi bàn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Khác với Tuấn Tài, Văn Đô thích xâm nhập vòng cấm, đi bóng đột phá và dứt điểm. Tiền vệ trung tâm Huỳnh Công Đến, Khuất Văn Khang. Công Đến là tuyển thủ U20 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U20 châu Á năm 2023, đồng thời cũng được huấn luyện viên Philippe Jouzier dẫn dắt trong thời gian khoác áo U19 Việt Nam trước đây. Tiền vệ đội trưởng của câu lạc bộ PVF CARD là cầu thủ giàu kinh nghiệm chơi với vai trò tiền vệ con thoi quán xuyến tuyến giữa U22 Việt Nam. Trong khi đó, Văn Khang vừa khép lại một năm 2022 thi đấu rất thành công bằng danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất năm 2022. Sinh năm 2003, Văn Khang là cầu thủ trẻ nhất đội hình U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. Ở đội tuyển U20 Việt Nam, Văn Khang là ngôi sao sáng nhất và cũng sắm vai thủ lĩnh với tấm băng đội trưởng. Còn trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Văn Khang ghi bàn ngay trong trận ra mắt. Đó là pha lập công trong chiến thắng 4-0 trước Singapore diễn ra hồi tháng 9 năm 2022. Tiền đạo cánh trái Nguyễn Thanh Nhàn. Mùa giải hạng nhất quốc gia năm 2022, Thanh Nhàn là vua phá lưới dù mới 20 tuổi. Anh cũng vừa cùng U20 Việt Nam tạo ấn tượng tốt tại vòng chung kết U20 châu Á năm 2023.
Ở giải giao hữu Doha Cup năm 2023, Thanh Nhàn được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan. Tiền đạo cánh phải Nguyễn Văn Trường. Văn Trường chơi rất ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. Sau 4 trận đấu đầu tiên ở cấp độ châu Á, Văn Trường ngày càng chững chạc. Anh tiếp tục chơi hay ở vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 trong màu áo U20 Việt Nam, qua đó giúp người hâm mộ tin tưởng về một tài năng hứa hẹn cho bóng đá nước nhà. Trung phong Nguyễn Văn Tùng. Văn Tùng vừa trở lại sau chấn thương nhưng với thể hình tốt vẫn sẽ được ưu tiên cho vị trí đá cắm trên hàng tiền đạo của U22 Việt Nam. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội cũng là điểm cộng giúp Văn Tùng tạo được sự yên tâm cho hàng công đội tuyển U22 Việt Nam. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.